Chào các bạn nha, hôm nay mình quay qua sân chợ Bà Rịa nha các bạn. Quá trời hoa bông, cây kiển. Giấy quá trời. Giấy và màu gà có cây mài quá lớn. Trời mai luôn các bạn, bông ghê không. Hôm nay mấy cây tắc lại ít, hoa giấy thì nhiều. Năm nghìn.
họ bao lại hết. Người đi xem thì nhiều. Mai quá trời mai. Mấy góc mày già quá lớn. Mấy cái tắc quá trời cái. Rồi thôi, giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Qua cây cảnh đồ quá nhiều mà người mua là thấy không có. Thấy người bán không? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé nha.